Sáng ngày 2 tháng 4, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Thái lòng trọng tổ chức đòi đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2024-2029. Ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban nhân vận quyền quỹ, chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền áp Phố. Ông Quỳnh Văn Thích, bí thư đảng quỹ, chủ tịch Quỹ Ban Nhân xã, cùng 68 đại biểu về dự đại hội. Nhiệm kỳ năm 2019-2024, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Thái cùng các thành viên đã phát huy tốt vai trò nồng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động quỹ vì người nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Ban Mặt trận Tư quốc Việt Nam xã Quốc Thái đã vận động được trên 3 tỷ 200 triệu đồng. Tổ chức các mới và sửa chữa được 49 căn nhà. thăm hỏi cho tặng hơn 3.000 phần quà cho các đối tượng. Đặc biệt trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, Quỹ Ban Mặt trận Tư quốc Việt Nam xã Quốc Thái đã vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp cho hàng ngàn hộ dân vượt qua khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới địa phương. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban nhân vận huyện ủy Yếu Phú, chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện biểu dương những kết quả đạt được. Đồng thời nhấn mạnh bốn nội dung trọng tâm như tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất để ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh quỹ vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời mới phân thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng, phân đấu vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới với niềm tin của nhân dân. Bí thư đảng ủy, chủ tịch quỹ ban nhân dân xã Quốc Thái, ông Quỳnh Văn Thích mong rằng, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đoàn kết cùng chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành xã đặc chuẩn nông thôn mới theo lộ trình. Đại hội đã hiệp thương cử quỹ viên Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Thái, nhiệm kỳ mới gồm 45 vị. Kỳ họp thứ nhất của Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã bầu đồng chí Phan Văn Thọ tái cử chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2024-2029 đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyện lần thứ bảy nhiệm kỳ năm 2024-2029, gồm 5 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ mới với bảy chi tiêu quan trọng. Trong đó phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo khoảng 5 tỷ đồng. Mỗi năm các mới ít nhất 5 căn nhà đã đoàn kết, hàng năm có hai công trình phân việc tiêu biểu, điển hình và ít nhất một động được phá. 100% khu dân cư tổ chức tốt, ngày hội đã đoàn kết toàn dân tộc. Phân đấu mùa năm có 80%. Ban công tác mặt trận ấp hoạt động khá tốt và quỹ ban mặt trận tư quốc Việt Nam xã được xếp loại vững mạnh trở lên. Dịp này, Quỹ Ban Nhân dân xã Quốc Thái trao tặng giấy khen cho hai tập thể và sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mật trận nhiệm kỳ năm 2019-2024. Trao tặng qua ghi nhận những đóng góp của các quỹ viên Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã không tham gia nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần khẩn trương, dân chủ, Đại hội Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Thái lần thứ 11 nhiệm kỳ năm 2024-2029 thành công tốt đẹp đại hội đánh dấu chặng đường mới để quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đồng tâm hiệp lực đồng góp trí tuệ công sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương thêm giàu đẹp phồn vinh